Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nha. Thì hôm nay anh em thử bên mình tiến hành lát gạch nền của một cái nhà kho. Thì ở đây anh em mình lát gạch nền bằng cái sản phẩm máng kéo răng cưa và kè cân bằng tái sử dụng nha. Máng kéo răng cưa ở mình thì nó có thể tăng giảm được theo khổ gạch từ 60 đến 1 mét và có thể chỉnh nghiêng được nha. Thì để lát gạch bằng máng kéo răng cưa thì anh em phải lát bằng kéo pha với hôi dầu hoặc là hôi dầu không cũng được. Nhưng buộc phải là anh em đánh bằng máy nha, cho nó dẻo mới lạc được. Chứ mà đào tay thì không lạc được đâu. Thì ở đây anh em bên mình đang tiến hành đánh bằng máy. Rồi mình chỉ việc đánh cho nó xịt xịt, mình đổ ra nền và mình kéo thôi nha. Thì cái nền này là cái nền bê tông của anh em thợ trước đã cán sẵn. Và bên mình lạc trực tiếp lên nền bê tông và không cần phải cán lại bằng hồ cát nha. Thì cái nền này nó dốc rất là nhiều mặt nên rất là khó lát, nên bên anh em thử mình tiến hành lát bằng kè cân bằng để nó đảm bảo cái mặt phẳng tối đa nhất nha. Thì mình chỉ cần việc dùng cái máy 12 tia mình kè góc vuông, rồi mình để một đầu và nó có một cái tia nó dòi thẳng lên trên bề mặt gạch và mình tiến hành lát theo thôi nha, không cần phải kéo dây nha anh em. Thì bên mình có bán tất cả dụng cụ ốp lạc gạch như bay răng cưa, bàn gạch kéo răng cưa, mảng kéo răng cưa, kè cân bằng, bàn đẩy gạch Ruby, máy laser và tất cả những dụng cụ ốp lạc gạch khác. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0399 131 543 giúp mình nha.